Ôi trời em ơi. Cái gì vui vậy anh Teo? Trời ơi, em không có chịu đi dự cái cuộc khai mạc và cuộc thi thể dục thể thao gia đình đó. Tại nơi nó bắt cười. Ủa sao vậy, vui vậy? Bộ có hài kịch hả? Có danh hài hả? Không có danh hài mà bao vui luôn. Ủa là sao? Sao anh vui mà mặt chị Lan chỉ buồn xo vậy? Đó, nhờ cái mặt bán vậy mà cả đám vui á. Nói gì không hiểu gì trơn, gì cười trên sự đau khổ người khác vậy? Ông câm cái hồng ông lại đi nha. Tôi có giỡn mặt với ông à. Trời đất ơi, ai biểu cũng tại chị thôi, tại bả. Bả cho chồng bả đi tập thể dục thể thao, hiểu không? Rồi á, xong rồi bây giờ cuộc thi thể dục thể thao sáng ông mặc đồ sport. Ông mặc đồ thể dục thể thao lên, trời đất ơi. Ông đẹp một cách lồng lộn, tướng ngon lành ha. Mặt trẻ măng, đứng gần bả, nguyên cái sân vận động á. Ta nói cứ tưởng là ông Kiệt á là anh của Tú không à. Còn bà nội này là chị lớn nhất nè, hiểu không? Giống như người ta nói là bà này là chị lớn, chị cả. Sanh ra là 12 năm sau mới tới ông Kiệt sanh ra. Ông á, cái từ cái miệng của ông không á, người ta có một hai người biết thôi. Qua cái mỏ của ông á, cả nước biết, cả sân vận động biết. Tôi nói thiệt với ông á, con người của ông á, nó xấu từ ở trong xấu ra, xấu nhưng mà từ em ngoài, xấu nghe. Vô từ trên xuống không dưới. Không phải, chị cũng không có trách anh hai được. Nói chung là tại chị, em nói với chị sao? Chị mà đi dự mấy cái hội nghị, mấy cái sự kiện lớn gì nè, chị phải nhờ em đó để em tút lại cho chị, đúng không? Em sẽ trang điểm cho chị trẻ trung lên nè, chị phải bận đồ sport vô nè, chị mới trẻ. Trời ơi, chị nghĩ sao vậy? Chị quên nguyên một cái bộ áo dài tím hế buồn thiêu luôn. Trời ơi, người ta không nói chị là chị của ông Kiệt mới là lạ. Cậu lại cái này không phải màu tím này mà mắm ruốc má ơi. Trời ơi à, ta nói vui lắm. Em đâu có lấy mắt chị đâu. Ông ở trong nhà không mà chị phải kêu em. Tôi nói thiệt với ông, cuộc đời ông làm như là hồi đó ông có để ý tôi phải không? Xong tôi không để ý tới ông á. Cho nên là ông đi theo tôi á hả, thì các ông làm xấu tôi suốt cuộc đời, ông vạch mặt tôi suốt cuộc đời. Tôi nói thiệt ông á. Đấu thừa không à. Nguyên cái sân vận động ai cũng nói vậy, làm như mình tôi vậy. Thì giờ sao? Ý chị nói tôi đơm đặt, đúng không? Ông mới là cái loại người đơm đặt á. Ông á, trời ơi, ai mà không biết cả cái xóm này. Con nhỏ này nó mới về nó chưa biết thôi. Lỡ mang tiếng là được đơm đặt rồi, cho nên làm luôn. Gì nữa vậy? Tới luôn. Bây giờ là lên Facebook đăng cái hình bãi với ông Kiệt. Trời ơi. Đó, xong hỏi mọi người nè, lên xa Tết nè. Mọi người hãy nhìn cặp đôi này đi. Rồi đó. Trời đất ơi, sao mà có hình của vợ chồng tôi vậy? Đây, tôi chụp hồi nãy, Đoán ai đoán trúng thì sẽ được giải thưởng từ hai Teo. Hãy trả lời hai người này là mối quan hệ như thế nào. Một, vợ chồng. Hai, chị em. Ba, má con. Trời ơi, ông này ít ác ghê á. Giờ ông xóa liền hình đó không? Không, đợi chừng nào người ta trả lời tôi, người ta comment vô, rồi tôi cho bà coi rồi tôi mới xóa. Ừ, được rồi. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Nếu mà thực lòng mà gia đình tôi mà tan nát á, ha, mà làm cho ông vui á, thì ông cứ để vậy đi. Vợ? Ủa? Sao? Sao đi về sớm vậy? Hả? Chương trình đang vui mà. Ủa sao đi về trước vậy hả? Nhức đầu. Hả? Gì nhức đầu? Trả lời đi. Em công tâm, em nhìn em trả lời. Không, công nhận. Bữa nay em không có đi lên trên quận nha. Mà em nghe qua cái lời kể anh hai là em thấy công nhận vui thiệt luôn á. Vui không? Vui. Vui lắm, trời ơi. Cái chương trình nó vui cực kỳ vui luôn. Vui tưng bừng luôn. Ủa mà sao tự nhiên ai vui em sao mặc rũ vậy hả? Em vui mà, em vui, vui quá anh ơi, vui. Vui chị, cười quá. Cười lên chị. Ông á. Gì? Ông mặc đồ trẻ trung quá. Không thấy ông có để ý không? Gì? Đó, thì ông mặc đồ thể dục thể thao. Nãy ông bước lên khán đài, ta nói bao nhiêu em trẻ bu ông nhớ không? Kiều anh Kiệt, anh Kiệt. Thôi rồi, thôi vợ ơi, chồng hiểu rồi. Chắc có lẽ là nãy mấy cái cô gái nó cứ bu bu với chồng. Tại vì không, người ta hỏi thăm thôi. Người ta hỏi thăm chứ đâu có làm gì đâu. Vợ ghen hả? Hả? Không, ghen cái gì? Ghen bậy, ghen bạ, ghen làm gì? Thôi, nói thiệt cho anh nghe đi. Thầy nè. Nói đi. Gì đâu, nói gì trời, cái gì đâu, giấu trời, chuyện vui mà đâu. Ờ à, sao vậy? Tôi ngồi giữa giống nằm quán bò vậy. Gì đâu, anh trẻ, anh đẹp mà, đâu có vấn đề đâu, rất là trẻ. Anh trẻ lắm, thật sự mà nói. Cho nên bây giờ thực sự em rất là vui, em rất là hãnh diện. À. Đó, chúng bạn nè, bạn Teo với lại bạn mới tới nè, nói chung là khen anh quá nhiều. Ừ. Em rất là vui. Ừ. Nhưng mà vì vui quá mà em bị nhức đầu. Ừ. Gì hả? Bây giờ em phải vô em uống thuốc nhức đầu. À. Thôi. À, đây, nè. Gì vậy? Nguyên bỏ áo dài. Tiếm ruốt hả? Tiếm ruốt. Nguyên bỏ áo dài mà mắm ruốt. Trời ơi. Bỏ vô bộ đồ. Vậy mà kỳ. Vậy nên còn chưa hiểu nữa hả?
Bây giờ sao? Anh muốn cho chị hết nhức đầu là anh phải già. Đúng già rồi. Già thiệt là già. Trời ơi, bỏ cái cẩm hương này đi. À, trời ơi, vậy? Ông mai mốt đi ra chỗ nào có công chúng á, có nhiều người á, ông làm ơn, ông tạo hình ông cho nó già hơn bả đi. Tụi già cho bằng chị á, hiểu không? Bây giờ tôi già, tôi yếu, tôi liệt á thì cũng chê, mà tôi trẻ, tôi khỏe thì cũng chê. Tôi chê làm sao? Tụi tôi không có chê, tội nghiệp bả. Uống thuốc hoài thôi à. Mai mốt đổi cái màu hường qua cho bả, còn cái màu mắm ruốc đó là qua cho ông. Trời ơi. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta sẽ là người chiến thắng. Mẹ ơi, mẹ con ơi, em nói nghe thông báo xong, bác sẽ thông báo cho mẹ một tin vui nha. Sao? Một tin vui hết sức là vui luôn. Còn với ba, đội cà phê lan đã xuất sắc giành chiến thắng giải nhì. Vậy thôi bây giờ mình đi ra ngoài ăn cơm đi, khỏi ăn cơm nhà đi, ăn mừng chiến thắng đi. Mẹ khoan, cái chuyện ăn uống là lúc nào cũng được, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất nè là bây giờ ngày mai mình phải nghĩ coi là sẽ mặc đồ gì để lên lãnh giải. Đúng rồi đó, mình mặc cái đồ gì cho đẹp đi, đẹp lên lãnh giải, giải thưởng chứ. Lãnh ở đâu? Thì trời đất ơi, thì đi nhận giải thưởng có nghĩa là một khi mà đã gia đình rồi thì tất nhiên là cả gia đình mình cùng lên nhận giải thưởng, đúng không? Em cũng phải đi, phải mặc đồ đẹp chứ. Chưa hết nha, còn hả truyền hình trực tiếp nha, cho cả nước coi luôn đó mẹ. Hả? Sao vậy mình? Sao vậy? Vui sướng quá, mình hồi hộp hả? Mình bị... Không có. Sao vậy? Không có. Sao vậy? Trời ơi, mai là có mấy chuyện mà không thể nào đi được đó. Đi đâu? Thứ nhất á là mai hẹn người bạn rồi. Mẹ có công việc của mẹ rồi. Ủa, có quan trọng không? Quan trọng cái người bạn ở nước ngoài về. Mà mình đã hứa với người ta rồi, mình đâu có lỗi hẹn gì được, kỳ lắm. Thôi mình. Mà cái đứa đó bây giờ cuộc sống nó đang gặp khó khăn, nói chung là nó làm ăn cũng thất bát đó. Rồi mình á, mình hẹn rồi mình bỏ vậy, mất công người ta nói mình coi thường người ta, không có được, mẹ không có đi được. Bây giờ vậy đi, bàn cái gì? Nè, điện thoại nè, em gọi điện em nói chuyện người ta, tại vì ngày mai trong cuộc đời mình chỉ có một lần thôi, thì người ta sẽ chấp nhận, người ta sẽ không lên lên truyền hình gia đình hết rồi. Cái gì? Sao nữa? Vụ gì nữa? Sao nó đau bụng đây nè, từ 6 giờ đi ra đi vô cái toilet biết bao nhiêu lần rồi. Tới ngày mai nữa là coi như hết nước luôn á, mất nước á. Chắc ngày mai là nghi là nằm từ sáng luôn quá. Ủa, cái nó rủng người hết rồi, đi không có được. Mẹ bị đau bụng. Đau bụng. Mà coi, nếu như mẹ còn bệnh khác thì cũng có thể ráng được, chứ mà cái bệnh này á, đi tới đó mà lỡ có chuyện gì chắc chết luôn á. Không có được đâu. Sao? Chuyện này chuyện nhỏ mà, bệnh gì tiêu quá mà ai chữa được. Để mẹ nghe con đi. Sao? Con sẽ đưa mẹ tới gặp bạn con, nó làm bác sĩ rồi, là chuyên môn về tiêu hóa, chữa tốt lắm, đụng tới một cái là hết liền, đảm bảo mai là mẹ khỏe re luôn. Đi, nói cho nghe, hồi nãy là có ăn một bụng trà rồi. Cái trà mà trà đọt á là ăn đang nhai rồi, nó đỡ rồi. Vậy là đỡ rồi phải không mẹ? Đỡ rồi thì ngày mai là khỏe re là đi được rồi. Đỡ rồi đó. Vậy đi ha. Vậy là ngày mai dứt khoát là mẹ đi, chắc chắn mẹ đi. Bà con nói nghe nè, hôm mấy giờ con với ba cùng nhau lên phòng, con sẽ xì tay cho ba đồ đẻ trung, để mai đi lãnh được đi nha. Trời ơi, rồi làm sao đi trời, đã vậy còn lên tút tít cho ba nó nữa, cho ba nó trẻ ra phong độ ra nữa, thằng sao nó khờ dễ sợ luôn á. Ngày mai đây rồi lên khán đài đó, rồi máy truyền hình chỉ vô, rồi cả nước biết, rồi báo nói, đài nói, rồi phường khóm nói, mấy bà nhiều chuyện nói chỉ vô nữa, lòi ra cái vụ đôi đũa lệch nữa. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Đau lắm á nhè, chịu đau. Nổi không? Thì giờ phải chấp nhận cái đau đỡ hơn nhục. Người ta là người ta sợ ông lắm á, ta thấy ông bay là ta né rồi, còn này bà kêu bắt ông chích vô trong mặt bà. Không, kệ tôi đi mà. Nói nhiều quá. Tôi nói nghe này, đau lắm mà không biết rồi. Nhất nữa. Biết luôn. Nó hành cả tuần lễ đó, chứ không phải giỡn đâu. Mà ông làm sao cho nó vừa vừa để tôi chết. Hiểu không? Không có chết, sao chết được? Bị ông đánh sao chết? Đấy không? Thì ông bầu thì chắc nghi hy vọng là nó không chết, hiểu không? Đó, tôi rình rập dữ lắm tôi mới bắt được đó. Nó nghe nè. Tại tôi thấy nhà ông có dằn bước rồi tôi mới nhờ ông chứ bộ. Đó, bắt được ông á. Làm ơn kín cái miệng giùm tôi. Đây nè. Trời ơi, trời, con gì vậy? Con bò. Cái này là con bò chứ không phải là con ong. Nó chơi thôi. Cái bà này là bà chúa đảng ở trong cái dàn bướm nhà tôi nè. Tôi rình đũa bắt được, thấy ghê không? Đó, bây giờ đi ra đây là tôi chích cho nha. Cái này là bà kêu tôi đó nha, chứ không phải là tôi làm đó nha. Không tự động tôi làm đâu à. Nếu có hệ quả gì cuối cùng thì ráng mà chịu nha. Trời, chó má, trời, tao mà khốn nạn quá.
Trời đất ơi, cái gì bà chửi tôi dữ vậy bà? Ông phải từ từ chứ, trời ơi, ông làm tôi trời hết hồn mà chứa gì hết trơn à, trời ơi. Đó là chết hết mũi rồi đó. Hả? Chết hết mũi rồi đó. Không, cũng đau hung đâu, hay là hồi mới đau vậy? Biết, tôi chưa bị chích lần nào hết trơn. Ông cho nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ thôi nha. Phải cho nó bay vậy nè, nó ngửa 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 đó. Ôi lấy cái tay ra, lấy cái tay ra coi. Thôi được rồi. Ờ, mình ơi, mình sửa soạn xong chưa? Mình, mình đã chuẩn bị xong chưa? Trời đất ơi. Trời ơi, ông làm gì vậy? Ông làm gì tới ghê vậy? Thành quả của con đó chú. À, trời đất ơi, em, chú gì nói bao nhiêu lần rồi? Thành quả của em đó ông. Ủa? Sao vậy? Vậy sao vậy? Hả? Vậy sao vậy? Ủa chị Lan, chị bị sao vậy chị Lan? Bị sao vậy? Sao hôm nói cho em nghe. Dạ. Cưng, bà bị ông đánh á. Ông nào? Ông, con ông nè. Trời đất ơi. Đánh bà đó. Ông này con ông hả? Ờ, con ông. Ông bò, hiểu không? Nó bự vậy đó. Trời ơi. Nó bà bị con ông đánh, nó bay vô quán, bay, nó đánh bà hai, ba nhát. Xong tôi mới bắt nó được, là tôi kẹp nó lại nè. Trời ơi, chở bà khổ trăng ơi, chồng con ơi. Trời ơi, sao mà mặt mày sao mà bị sưng húp lên như vậy? Có chứ không có đau không? Hả? Bây giờ mới đau nè. Trời đất ơi. Bây giờ mới đau nè. Nhưng mà sao tự nhiên sao anh làm gì kỳ cục vậy? Thì anh nghe trước khi ấy thì anh nghe họ bàn ra tán vào nói là chồng trẻ vợ già vậy đó, rồi sợ em mắc cỡ, sợ em xấu hổ em chịu đi, nên anh phải nhờ cổ quá trang giùm cho anh vậy đó. Trời đất ơi, ông làm chi cho mất công vậy? Sao vậy? Ông giờ tôi nói thiệt, ông có đánh bạc cỡ nào cái mặt ông nó cũng trẻ măng à. Ông trẻ hơn bả mà. Đi đâu cần quá trang đâu, đúng là rồi. Cũng già rồi. Đúng rồi. Gì vậy chị? Bà cái gì? Mặt nó xanh lè. Sao vậy? Sao vậy? Chết rồi, sao đúng vậy? Thì ông đánh nó hành vậy đó. Thôi, đưa vợ tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện rồi. Đi bệnh viện. Đi bệnh viện. Đỡ bả đi. Ông đỡ bả đi chứ ai đỡ nổi. Trời đất ơi. Ê, đi rồi, đi ra kêu kêu xe đi. Chạy ra kêu xe. Đưa bả đi bệnh viện. Trời ơi. Đưa bả vào đi bệnh viện. Trời ơi, chết rồi. Tự nhiên rồi cái tình Hường chịu mất cắn vậy sao? Không có mất, Hường cái tim. Ủa chuyện gì vậy chú hai, chuyện gì vậy chị Hường? Trời ơi, ta nói chị Hường mày á làm mất cái sợi dây chuyền ở trong nhà này nè. Mà chị Lan á bây giờ là bà đang đi chơi, ông Kiệt thì bán ngoài kia, thằng Tú á đi làm, thằng Hải chồng mày cũng đi làm, con Nhã cũng đi làm. Chỉ có một người khả nghi nhất ở trong nhà này thôi. Ai vậy chú? Mày chứ ai? Con lấy trả lại cho ta đi, mặt mình gian dễ sợ luôn. Đúng rồi, từ sáng giờ này là Dung ở trong nhà không có nè. Vậy là sự trách nhiệm của tôi là cô lấy chứ mà. Cái gì vậy? Tự nhiên cái đổ cho con vậy đây nè. Chú xét thường rồi. Cái gì vậy? Ai? Để cho tao đầu thai với đi. Làm gì mình tắt sửa mặt người ta à? Bây giờ chú lột hết quần, lột hết áo của con, chú khám từng chỗ trên người luôn đi. Con có kiếm được sợi dây chuyền không? Nếu có thì sao? Có thì con sẽ bị công an bắt. Còn nếu không có thì chú bị bắt. Tao làm gì bị bắt? Cái tội xâm phạm thân thể bất hợp pháp. Còn tiền dễ sợ không? Hèn chi nó tấn tới cho mình.